Chào anh, lại là anh. Không phải anh thì là ai? Thì đúng rồi, là anh đó. Em đang làm gì vậy? Em đang xem phim ạ. Em ơi. Dạ. Em ăn cơm chưa? 2 giờ sáng rồi anh ơi. Ăn uống gì nữa? Ừ, em ăn trưa chưa vậy? Ăn trưa giờ này hả anh? Em ăn trưa từ hôm qua rồi. Vậy là ăn rồi hả? Anh cũng ăn trưa rồi nè. Hai đứa mình giống nhau quá. Hợp nhau cực kỳ luôn ý. Hợp nhau. Chúng em giờ đang nghĩ gì, nghĩ gì người ơi? Chúng em giờ đang nghĩ gì, nghĩ gì người ơi? Hi, em ăn cơm chưa? Dạ em ăn rồi, hỏi mãi. Em ăn tối chưa ý? Dạ rồi ạ. Em nhắc lại, bây giờ là 2 giờ sáng rồi anh ơi. Hi hi, anh cũng ăn tối rồi. Hợp nhau ít hai. Vâng, hợp quá. Anh dùng Uni cây hộ em với, dạy mãi vẫn không biết dùng à? Ấn nút nào em nhỉ? Điện thoại anh không có cái đấy. Anh dùng điện thoại gì mà không có tiếng Việt? Anh dùng điện thoại iPhone. Con gái thích iPhone phải không em? Vậy là em thích anh rồi đấy, hi hi. Vâng, em thích iPhone, còn anh thì... Mà sao iPhone lại không gõ được tiếng Việt nhỉ? Anh cũng không biết. Đây nè, ấn nút nào. What? Ôi bãi, anh dùng cái máy đời tông này à? Giờ vẫn còn người dùng máy này à? iPhone hàng chuẩn đầy em, sao thế? Anh mua bao nhiêu tiền thế? Tiền bạc không quan trọng em à? Em yêu anh thật lòng là đủ. Định mệnh liên quan. Em hỏi cái giá điện thoại mà. À 100.000 nhé. 100k cái máy này hả anh? Không phải 100.000 ấy. Vâng thì 100.000. Không phải đâu, 100.000 khác cơ. 100.000 đô la. Không, 100.000 đồng cơ. Thì đúng 100.000 còn gì. Anh nói gì hại não vậy? Hi hi, 100.000 một cân. Không phải 100.000 một điện thoại. Tôi quá mệt mỏi rồi. Vậy điện thoại bán theo kg. Anh nhập từ đâu về thế? Hàng sách tay em ơi, từ Trung Quốc về. Ok ok. Em ơi, em sinh năm bao nhiêu 2000? Là sao anh ơi? Em bao nhiêu tuổi ý? Thì em sinh năm 2000 đó. Anh hỏi em bao nhiêu tuổi cơ mà. Có hỏi em sinh năm bao nhiêu đâu. Em không biết làm toán à? Lại hợp nhau nữa rồi, hi hi. Là anh ơi, cứt em không chơi. Vâng vâng, em giáp toán. Thi đại học được có 5 điểm này. Ít nữa có xuống Hà Nội qua học viện Trần Duy Hưng thăm em nhé. Cần gì phải thi đại học hả em? Anh có thi đâu mà toán vẫn 9 điểm đây này. Anh ở Hà Giang à? Âu sao em biết hay vậy? Em tìm hiểu anh à? Em thích anh à? Mày bị điên à? Hi hi em ơi, em chưa ngủ à? Em chưa. Em vẫn thức à? Dạ. Vậy em thức đi nhé, anh chỉ hỏi vậy thôi. Anh đi nhắn tin với Huyền đây, cả mi nữa. Em đừng ghen nha, hi hi.